Hello quý nhà đầu tư nha, quý khách hàng nha. Đây là vị trí đất mà em đang bán này, hiện tại là đang ở ấp 7 Minh Lập nha. Đây, xung quanh công ty xí nghiệp này, đường nhựa hiện hữu rồi nha. Công ty xí nghiệp hiện hữu luôn, dân cư rất là đông nha. Đây là đường DT756B nha. Đấy, xung quanh đây công ty xí nghiệp, nhà máy rất là nhiều rồi nha. Rất là đẹp, vị trí vô cùng đắc địa. Dân cư rất là đông nha. Giá dao động chỉ hơn 700 triệu thôi. Hãy sở hữu nhanh một cái đất cực đẹp, tuyệt vời ngay vị trí này nha cả nhà ơi. Hãy liên hệ cho nhân viên của em nha. Vị trí vô cùng đắc địa, dân cư rất là đông đúc nha. Công ty xí nghiệp nhà máy ở đây hết này. Đường DT756B nha. Rất là đẹp. Đây đi ra dân chờ đó này nọ, công ty xí nghiệp rất là đông. Hai bên là dân cư đông đúc. Cách chợ khoảng tầm chưa tới một cây số nha. Vị trí rất là đẹp. Đây, xung quanh là nhà máy công ty xí nghiệp đầy đủ hiện hữu rồi nha. Công ty xí nghiệp, đây là nhà máy gỗ nha, hiện hữu rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời luôn, rất đẹp. Nhà máy gỗ này đã hiện hữu này. Dân cư hai bên thì là rất là đông rồi nha. Dân cư rất là đông rồi.